Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày thứ ba khai trương cái phú cường Land đó quý vị. Đây là khu vực khu vui chơi giải trí mới ở khu Phú Cường Kiên Giang. Thì hôm nay Lâm sẽ dẫn cái gia đình đi đây chơi. Sau đây là chúng ta sẽ đi vào phía trong rồi quý vị. Có rất là nhiều cái trò chơi dành cho các em. Ở đây quét vào cổng là 20 đồng. Mở cửa là từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày nè quý vị. Đây vé hồ bơi trẻ em là 50, vé hồ bơi người lớn là 65, combo toàn khu trẻ em là 90, còn combo toàn khu người lớn là 170, vé khu trò chơi trẻ em là 50 đồng, vé khu trò chơi người lớn là 140. Thì thời gian hoạt động là từ 6 giờ đến 21 giờ, từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Thứ hai thì công viên không hoạt động. Có rất là nhiều gia đình đang dẫn con, em hoặc là các bé lại đi chơi nè quý vị. Bé dưới 1m2 thì được miễn phí vào cổng, còn bé trên 1m2 thì vào cổng là như người lớn là 20.000 đồng một vé nè quý vị. Sau đây là mình sẽ vào mua vé nha. Sau đây lấy em hai vé luôn chị ơi. Cái chơi lộn rồi. Do anh không mua combo cho nó chơi luôn vậy. Cho anh hai vé em ơi. Đang quay camera. Đang quay vào thử nghiệm mà. Hai vé vào cổng. Hai vé vào cổng 40.000. Em bé của anh 8 tháng. Được không? Ủa, anh với bé 8 tháng hả? Không phải. Anh với chị với bé. Dạ, vậy là mua hay chứ. Bé không có tốn phí nha. Rồi, thank you. Trời. Vé từ biết rồi, như là thẻ từ á. Rồi đây là thẻ nè quý vị, thẻ giống như là thẻ từ nhưng mà thẻ căn cước công dân mới vậy đó quý vị. Thẻ sử dụng cho một người. Ê, lộn rồi. Đây, thẻ của Phú Cường Land nè quý vị. Có mã số nè. Có cái biểu tượng Phú Cường Land. Rồi, sau đây là mời quý vị vào cổng với Lâm nha. Nguy hiểm quá vậy. Ơi là đi vô luôn rồi đó hả? Đây là vòng quay nè quý vị. Để rảnh là Lâm sẽ chơi cái này chứ. Cái này mới vui nè vợ. Wow, đây là những cái trò chơi rất là. Cái này đây. Miêu con leo lên chơi không? Lên chơi không? Lớn thì con ha. Nhỏ quá không có chơi cái này được đâu. Hả? Mang mặc quần. Rồi.
Đây là sơ đồ nè quý vị. Thứ nhất là bãi đỗ xe, lối ra lối vào. Thứ ba là vòng xoáy mặt trời. Tư là tàu lượn siêu tốc. Thứ năm là đu quay quả lắc. Thứ sáu là xe trượt. Thứ bảy là thảm bay hai chiều. Thứ tám là máy bay phản lực. Chín là vòng xoay ngựa gỗ. Thứ 10 đó là quầy thức ăn nhanh. Thứ 11 là hồ tạo sóng. Thứ 12 đó là xe lửa nữ hoàng. Nhà vệ sinh và dịch vụ là thứ 13. Thứ 14 là ban quản lý du lịch Lens. Khu cuối cùng Lens. 15 là trận nước các bạn. Còn đây là thảm bay hai chiều. Đây là thảm bay hai chiều nè quý vị. Đây là thảm bay hai chiều. Đây là thảm bay hai chiều đó quý vị. Ô tô bay. Đây là thảm bay hai chiều nữa quý vị. Đây thảm bay đang hoạt động mà. Rất là làng cái chân. Hay là gì ta? Hay là trò chơi Smash Eyes. Wow. Hay là gì ta?
trò này thì mình chưa có thấy ai chơi nè. Trò này có bộ vui nhộn nè quý vị, tắm bay 2 triệu. Rất là lạ. Đây là khu ẩm thực. Máy bay thể lực rồi quý vị. Rồi, sau đây xin tham quan cái khu khác. Sau đây để tham quan hồ tàu sóng nha quý vị. Bây giờ thì chưa có bơi được, chỉ đi xem được thôi. Em nước rồi. Đây là khu vực hầu tỏi sống quý vị. Tại bữa nay không có hoạt động nên chưa có. Nên chưa có sống được. Có nhiều bạn đang check in rồi quay lắm. Chừng nào nó mới cho hoạt động cái hồ tạo sóng người ta. Hả?
chừng nào mới hoạt động lận. Bỏ mỗi dép ra giùm em nha. Dạ dạ nó trên rồi. Thôi vậy đi trên. Cái này máy này mua nhiêu vậy anh? Cái này là từng sau sẽ hoạt động rồi quý vị. Wow, cái máy tàu sống ở trong đó hả ta? Dạ đúng rồi. Sau cái bức tường à. Cái này đẹp quá à. Đây là xe lửa nữ hoàng. Thôi chưa chơi ta. Quay chậm đi chút. Đang quay. Quay gần nè. Sau đây mình sẽ qua trò chơi như là vòng xoay ngựa gỗ thì phải. Làm vô. Nhìn lại. Đây là trò chơi vòng xoay ngựa gỗ đó quý vị. Sao không thấy ai chơi trò này chứ giờ? Qua kia chứ qua giờ. Chút nữa có người á mình đó.
Hiện giờ thì mặc dù trời đang chuyển mưa nhưng mà lượng khách vô rất là đông rồi quý vị. Hiện giờ cái trò chơi bông xe mặt trời thì chưa có chơi được quý vị, lý do là do lớn quá nên chưa có xây được. Sau đây đi qua tàu lượn trên không rồi quý vị. Thank you.